Hà Lan ơi, Hà Lan. Yo, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Live Vlog và mình là Nghĩa. Đây sẽ là video phần 2 của chuyến đi Huế của mình. Và lúc này là mình đang di chuyển lên trên đồi Vọng Cảnh. Đồi Vọng Cảnh thì ở phía dưới sẽ có cái chỗ giữ xe mà hình như là dân tự lập hay sao á. Tại vì mình thấy có một bạn gửi xe xong rồi vô cô kêu là vô giữ xe đi, các bạn nó không chịu giữ luôn, xong các bạn đi lên luôn. Cái cô cũng chả làm gì hết. Thì mình nghĩ là chắc là cái chỗ đó các bạn chủ yếu là gửi xe cho nó chắc thôi. Với lại quan trọng là 20 ngàn đó, các bạn mướn được cái dù trong suốt để lên đây quay clip rồi đó. Thì đi lên đây chủ yếu là vậy thôi. Cảnh view thì khá là ok, đi bộ lên một chút xíu, còn lại cũng không có gì đặc biệt lắm. Giờ coi clip tôi chưa nha. Ok, sau khi mà ngắm cảnh chiêu chiêu hứng một đống mưa vô mặt thì mình chuyển qua đi ăn bánh bèo. Và đây là bánh bèo Bà Cư, siêu ngon nha mọi người. Cái bánh bèo này mọi người nên ăn thử. Mình tới cái lúc hình như là quán chắc cũng hơi vắng vắng hay sao á, chưa có gọi là đông nhất, cho nên là cũng dễ kêu nhưng mà cũng hết món sơ sơ rồi đó. Ôi nó ngon thiệt mọi người, kiểu nó ngon má ơi luôn, nó ngon trời thần luôn á. Nhưng mà ớt thì vẫn cứ cay nha, nhưng mà tại trời lạnh cho nên cay cũng không sao hết. Nước mắm là ngon trời thần. Cái chả mà ăn kèm á là ngon má ơi luôn á, ngon xỉu lên xỉu xuống, được 10 điểm. Nói thiệt chứ cái vlog lần này là toàn đi ăn không trời. Ăn cái đó xong rồi về nghỉ ngơi xíu rồi mình đi ăn tiếp chè hẻm. Thì cái quán này là mình lên trên Google mình sợ thấy cũng khá là nổi tiếng, cũng có bán chè bột lọc heo quay nha. Nhưng mà ăn cái chè bột lọc heo quay đây không có ngon, không có ngon bằng ở bên chỗ trên chỗ cụ Tôn Đích. Cái ở đây nó ngộ lắm, ở trong nó giống như kiểu là hát cảo quá mọi người, tại vì nó có thịt bằm xong rồi nó có tùm lum thứ các loại nhân rau củ nữa. Nhưng mà nói chung là cái này không hảo lắm, ăn ở đây cái chè này không ngon. Nếu mà giờ mọi người mà muốn ăn nó gọi là nổ bùm gia vị ở trong miệng á thì mọi người nên ăn ở trên chỗ cụ Tôn Đích, thì cái chè bột lọc hay quay chỗ đó là đỉnh nhất nghe. Mọi người thấy mình ăn nhiều vậy chứ thiệt ra là cũng không nhiều đâu. Tại vì cái bánh bèo đó là mình ăn hồi xế, xong rồi sau đó là cái chè là mình ăn kiểu dặm dặm buổi tối. Còn cái này mới thực sự là ăn tối nè. Cái này là bánh mì tràn tiền. Thì cái địa điểm thì có thay đổi một chút xíu nha mọi người. Tại vì nếu mọi người search trên Google á, nó sẽ nằm ở ngoài đường. Nhưng mà cái mình hỏi mấy bạn gần gần đó thì là kêu là cái quán nó đã chuyển thành một cái quán lớn luôn rồi. Thì mọi người vào đây kêu bánh mì bột lọc heo quay. Với lại không bột lọc chứ không có heo quay. Với lại một cái bánh mì nhân thịt giống vậy nè. Với lại mình có một cái kinh nghiệm nha mọi người, không biết có làm được không, nhưng mà mọi người nếu mà được mọi người mix hai món lại với nhau, vừa bột lọc vừa thịt này lại ăn là bá cháy bò chét luôn. Cái này thì chừng 10.000 ổ mà ngon, ngon má ơi luôn, nhìn rồi thật là thấy ngon rồi thiệt. 10.000 ổ nhưng mà ăn tính ra kiểu phải ăn 2-3 ổ mới vừa, ở đây bán đông lắm. Nhưng mà hai món này là hai món chính, còn sẽ có bánh mì chả lụa, bánh mì như bình thường luôn, cái ổ bánh mì nó nhỏ nhỏ vậy á, cũng mát tê đồ các kiểu. Nhưng mà ăn hai cái đó là đỉnh nhất nha, nhớ nha, phải ăn nha, phải ăn nhớ. Và đây là ngày thứ ba ở Huế của mình. Hôm nay outfit của mình sẽ là một chiếc áo polo đến từ Uniqlo và một chiếc quần size tab đi kèm với lại một cái túi đẹp ơi là đẹp của Petro và mình được tặng. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Huế mưa trời thần, mưa sắp mặt, mưa táp vô mặt, mưa banh sát luôn. Sao mình thấy kiểu như đi vô rừng sâu nước độc vậy? Wow. Nhưng mà không quà như hôm qua lắm. Tại hôm qua thấy quà rồi. Nay không có dịch vụ cho cá hả? Ồ đi vô cái là tới cái cái lăng luôn hả? Tè lăng luôn á. Tại vì ở đằng trước thường những cái đằng trước lăng sẽ có tượng quan lại đứng chắp tay. Đây là lăng vua Minh Mạng ở quốc lộ 49 Hương Thọ. Thì nếu mà mọi người coi theo Google Map á thì mọi người sẽ đi đến đây qua một cái cổng mà mọi người phải gửi xe xong đi bộ qua cái đường mà hồi nãy mà mình có quay cho mọi người á. Còn sau khi mình về thì bạn mình cũng có đi Huế một lần nữa thì có bảo là sẽ có một cái con đường nữa các bạn có thể gửi xe đi thẳng vào cái cổng chính luôn. Thì các bạn phải đi xa một chút xíu. Và cái cung đường này sẽ đi ngang một cái cầu tên là cầu Anh Tuân hay là cầu Tuấn gì, nói chung là Tuấn hay Tuân gì đó.
Và cái cầu này thì đang sửa chữa cho nên mọi người đi xe khá là cẩn thận nha, tại vì xe lớn rất là nhiều, đường đi thẳng vào trong, ở phía trong là đang khai thác đá hay gì á, cho nên mọi người đi cái khúc này mọi người nhớ cẩn thận nha. Lăng Minh Mạng có tên chữ là Hiếu Lăng, do hoàng đế Thiệu Trị thời nhà Nguyễn cho xây dựng. Nơi này cách trung tâm thành phố Huế khoảng tầm 12 km. Lăng Minh Mạng được xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843 thì hoàn thành, huy động tới 10.000 thợ và lính. Trong 13 đời vua triều Nguyễn, thời vua Minh Mạng trị vì đất nước được đánh giá là giai đoạn thịnh vượng hùng mạnh nhất. Trong 20 năm trị vì, vua đã thay đổi nhiều việc từ đối nội đối ngoại cho đến những cải cách kinh tế chính trị xã hội. Với 142 người con, vua Minh Mạng được xem là vị vua có nhiều con nhất xứ Việt. Nhìn tổng thể, lăng vua Minh Mạng là tập hợp các công trình kiến trúc nằm trên một trục dọc. Trong đó, Bửu Thành là công trình cuối cùng nằm trong trục thần đạo. Xong rồi mắc cái gì mà tự nhiên đang ngồi gọi là cung cấp thông tin cho mọi người, cái tự nhiên phát hiện ra là cái bạn vô trong khu di tích lịch sử còn check in nữa. Mà check in theo cái kiểu mà gọi là thủ công nhất, viết lên tường á. Cái này là that's a no no nha mọi người, không nên nha, đừng bắt chước. Lăng cuối cùng trong chuỗi ba lăng của mình đi đó là lăng vua Khải Định nằm ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy. Đây là lăng cũng khá là gần với lại cái lăng Minh Mạng mà mình vừa mới đi phía trước đó, cho nên là mình gom lại mình đi chung luôn. Lăng Khải Định hay còn gọi là Ứng Lăng là công trình có diện tích nhỏ nhất so với các lăng tẩm của vị vua tiền nhiệm trong hệ thống lăng tẩm của triều Nguyễn, nhưng lại là công trình được xây dựng kỳ công nhất, có thời gian xây dựng lâu nhất, kinh phí xây dựng nhiều nhất và hiện đại nhất trong hệ thống lăng tẩm Huế. Ở trong này thì mình đi thấy khá là nhiều bản ghi là không được quay phim, thế cho nên là mình cũng gọi là không có quay nhiều ở trong đây. Tuy nhiên là về kiến trúc ở trong này khảm đá rất là nhiều, cực kỳ đẹp luôn. Và đúng thiệt là nó hơi nhỏ cho nên mình đi cũng rất là nhanh. Sau khi kết thúc đi lăng thì mình chuyển qua mình đi ăn. Nó cũng vần vần và mình sẽ ăn cơm hến. Cơm hến thì ở cái chỗ này mọi người để ý kỹ, tại vì có rất là nhiều quán tên giống nhau nha. Sẽ có cơm Hoa Đông là cơm mà mình ăn nè, xong rồi sẽ có những quán ghi là Hòa Đông rồi Hòa Đồng rồi Hòa Động rồi các kiểu á, cho nên mọi người nhớ để ý kỹ thì mình đi cho nó đúng quán. Mình thì ăn hến xúc bánh đa cộng với lại là bánh bột lọc, tại vì no quá rồi cho nên không ăn cơm hến nổi, nhưng mà hến ở đây cực kỳ ngon luôn, mọi người phải đi đến đây để ăn thử nha. Địa điểm cuối cùng mà mình đi là cung đình Huế. Cung đình Huế thì ở gần cái chỗ khách sạn mình ở số 3 Lê Trực, Phú Hậu, cho nên là di chuyển qua cũng khá là dễ. Các bạn có thể gửi xe ở bất kỳ bãi nào gần đó xong đi bộ vào cũng được, lựa cái bãi nào gần gần đi bộ vào cho nó đỡ mệt, rồi chụp hình ở phía bên ngoài ha. Ở bên ngoài thì chụp hình khá là đẹp, ở bên trong thì mình lúc mà mình đi vào thì nó không còn nhiều chỗ để chụp hình lắm, tại vì cơ bản là trời cũng mưa, cộng với lại là hiện tại cung đình Huế đang tu sửa cho nên là không có nhiều địa điểm để mọi người tham quan lắm. Lúc mà đi vào cổng á thì có nguyên cái đường sảnh cổng lớn như vậy nè, chụp hình rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở trong cung đình Huế thì lại mình lại không đi được, tại vì đóng cửa để tu sửa mất tiêu rồi. Cung đình Huế cực kỳ rộng luôn nha mọi người, cho nên là lúc đi mọi người hãy chuẩn bị cho mình một đôi chân thực sự là khỏe. Đây là phía sau của cung đình Huế, do là đã đóng cửa để sửa chữa cho nên là để cho tụi mình một cái tấm bảng ở đây để biết được là nếu mà không sửa chữa thì cung đình Huế ở phía sau lưng sẽ nhìn như thế nào. Cung đình Huế là nơi các bậc hoàng đế triều Nguyễn trị vì suốt 143 năm và giờ đã trở thành một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Kinh thành này được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1805 đến tận đời vua Minh Mạng năm 1832 mới hoàn thành. Bên trong cái tường thành dài khoảng tầm 21 mét này là vô số cái công trình lớn phục vụ cho sinh hoạt và công việc của các vua quan thời nhà Nguyễn. Này sập hết. Do đa phần là các kiến trúc này đều là ở ngoài trời hết cho nên là đã rất là lâu rồi, cho nên các bạn nhìn thấy thì tất cả mọi thứ nó đều đã xuống cấp rất là nặng, có những nơi là bị sập hết luôn rồi, cho nên lúc mà đi vào á gặp trời mưa nữa thì nó khá là ảm đạm. Wow. Không khí ở bên trong này thì do là cái khoảng thời gian mình đi nó cũng hơi trễ cho nên cũng không có nhiều người, cảm giác nó cũng hơi kiểu nó vừa âm u mà nó vừa hơi ngộ ngộ nữa. Ở trong đây thì cũng có một vài chỗ để các bạn có thể chụp hình, ví dụ điển hình giống như là cái đường hành lang màu đỏ này nè thì các bạn có thể chụp hình được, và cũng có khá là nhiều bạn thuê áo giống như là cung đình đồ vua chúa rồi á, chụp hình bước ra khỏi cổng này thì cũng khá là đẹp.
lúc mà mình về mình dựng cái video này á, thì thật sự là mình đã có quay một cái đoạn video clip ở trên một cái đường hành lang mà đi vào trong cái khu vực, theo mình nhớ không lầm là ở vườn Thượng Uyển. Thì mình đã có quay lại hết, và trong lúc đó mình có nói là cái cảm giác của mình nó khá là ngộ, tại vì lúc mà mình đi ở trên cái đường hành lang đó, mình cảm giác giống như kiểu là mình được giao thoa cái khu vực thời gian thời đại ngày xưa á, là mình đi cùng lúc với lại những cái người sống ở thời điểm đó cũng cùng đã từng đi lên trên những bước chân này, cho nên cái cảm giác nó rất là kiểu ngộ và khá là khó hiểu, là tại vì tất cả những sụt quay đó của mình khi về mình xem lại đều bị hư hết và mình không có thể nào giữ được tất cả những cái sụt quay đó nữa. Nghe nó hơi creepy một chút xíu á, nhưng mà sự thật nó là như vậy, tất cả những đoạn video đó của mình là đều bị hư hết rồi. Nó không phải là bị mất mà nó bị hư luôn. Nó không có file gì hết, nó cũng không có hình ảnh, nó cũng không có tiếng gì hết, nó chỉ là một cái file đen thôi. Và mình đã quay rất là nhiều ở đó rồi, nhưng mà khá là tiếc là mình không giữ được những cái file video đó nữa. Còn đây là cái cảnh lúc mà mình đi lên một cái lầu ở ngay cổng ra vào ở kinh thành Huế. Chào mọi người, và mình đã về đến khách sạn. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà mình ở Huế. Ngày hôm qua là một ngày đi rất là vui, tuy nhiên là mình đi nhiều quá và mình hơi mệt, cho nên là buổi tối đó mình không có về mình recap lại được cho mọi người. Thì ngày thứ hai ở Huế là một ngày cực kỳ vui. Mình đã đăng ký cái vé này là một cái vé combo để mình đi tham quan 4 tuyến, 4 chỗ là Hoàng Cung, Lăng Vua Khải Định, Lăng Vua Tự Đức và Lăng Vua Minh Mạng. Thì ngày thứ hai là ngày mà mình đi ở Lăng Vua Tự Đức, và lăng đó rất là đẹp nha mọi người. Thì mọi người cũng đã chắc là đã coi cái video đó rồi, và mình thật sự rất là khuyên mọi người là nên đi cái Lăng Vua Tự Đức đó chắc chắn luôn, tại vì rất là đẹp luôn và rất là kiểu yên bình. Và nốt lại là thứ mà gây ấn tượng nhất của mình ở Huế đó chính là nhiệt độ hiện tại, là nó rất là lạnh luôn, nó lạnh khủng khiếp và nó mưa liên tục. Mưa thì thuộc dạng mưa phùn, cho nên là mọi người sẽ thấy là mình sẽ cảm giác là mình sẽ không cần áo mưa, nhưng mà thế nào nó cũng sẽ ướt thôi. Và rất là lạnh, cho nên mọi người sẽ nên chuẩn bị đồ ấm rất là nhiều, và nên chuẩn bị thêm những cái găng tay nữa, tại vì lái xe trên đường rất là lạnh. Còn lại thì ngày hôm nay là một ngày mình đi 3 tuyến còn lại, là bao gồm Lăng Khải Định, Lăng Vua Minh Mạng và Hoàng Cung. Thì Hoàng Cung là nơi gần mình nhất và mình đi vừa mới chiều nay luôn. Thì Hoàng Cung khá là gần mình, nhưng mà Hoàng Cung hiện tại thì đang theo mình thấy thì hình như là đang trùng tu, cho nên là sẽ không có nhiều thứ để mọi người coi, và nó cũng rất là rộng nữa. Cho nên là lời khuyên của mình khi mọi người đi Hoàng Cung là nên đi sớm một chút xíu, tại vì đi trễ kiếm cái đường ra nó rất là khó. Giống như ngày hôm nay mình đi, mình tốn khoảng hơn nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ mình chỉ mình đi bộ nguyên một cái cung đó luôn để mình kiếm được cái đường ra. Chứ mình nghĩ nếu mà mình đi sớm một chút xíu thì cửa ra vào vẫn còn mở á, thì có thể xin để đi qua cái cửa đó được, thì nó sẽ gần hơn với cái bãi giữ xe. Còn lại thì đồ ăn của Huế rất là ngon, con người của Huế cực kỳ dễ thương. Không gian, tất cả mọi thứ, kể cả khách sạn mình đang ở cũng cực kỳ tốt luôn. Khi mà mọi người đến Huế thì mọi người chắc chắn phải ăn cái này nha. Mình bị nghiện món này cực kỳ luôn, đó là bánh mì Tràng Tiền. Mình đã ăn một lần, mình quay rất là ngắn và mình nghĩ là mình chỉ ăn một lần thôi, nhưng mà không. Mình quay lại đó mình ăn và mình còn mua thêm nữa. Nó rất là ngon mọi người, và siêu rẻ luôn, chỉ có 10.000 một cái thôi, cực kỳ ngon, mọi người nên thử ha. Và đó là toàn bộ cái chuyến đi của mình ngày hôm nay. Mọi người nếu mà mọi người muốn tìm một cái không gian nó lạnh lạnh một chút xíu, nó như Đà Lạt nhưng mà nó lạ hơn, thì mọi người có thể chọn Huế vào cái khung thời gian này thì rất là lạnh. Còn sau đó khoảng hè thì nó sẽ là cực kỳ nóng luôn. Cho nên là nếu mà mọi người muốn một cái không gian lạnh lạnh, một cái không gian chill chill, một cái vùng đất mọi người đi đến và mọi người có thể coi được rất là nhiều danh lam thắng cảnh cũng như là những cái liên quan tới lịch sử của mình, thì Huế là một lựa chọn cực kỳ mà mình recommend mọi người nên đi luôn. Và đó là toàn bộ video về chuyến đi của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video dạng như vậy thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Bấm nút cái chuông kế bên dấu subscribe để nhận notification từ YouTube mỗi khi mình up video mới lên. Trong trường hợp là tôi up thường xuyên, còn nếu không thì nó cũng sẽ là một cái để thông báo mọi người biết là mình vẫn còn tồn tại ở trên cái YouTube này. Và vậy thôi, comment nếu các bạn muốn mình làm bất cứ một cái video nào tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau nha. Bye bye.